bữa nay mày cũng vậy nè, đến cái giữ thời dở chai nước cho mỗi bữa vui để thầy nói coi cho lúc cho lúc không, rồi cái đổ thừa thầy đến cái lúc nào cũng cho. Nói tại nó nói cho ai hả mày, mỗi ngày tôi qua tôi quay là tôi cho thầy mua cho thầy chai nước chứ cho thầy chăm, chứ thầy có tự nói đâu mà cho, không cho ai ép mình cho. Đừng có nói, mà nói có nói không có thôi đừng nói, nhẵn thà không nói không ai, không ai nói. Thằng em đó ở đâu rồi thầy? Không biết, thằng dân tứ xứ đâu thầy không biết ai, mà thầy cũng không cần hỏi. Ai tới thì tiếp, không tới thì thôi, không có quan trọng, thầy không quan trọng bất cứ người nào. Đến chơi đến thôi, chùa lo tu chứ không phải tới ngày cứ trông mà họ đến quay phim chụp hình hay nói này kia. Càng nói càng bực mình thêm nữa. Thầy không săn mà đến con chọc thầy chữ cũng săn. Mà hỏi giờ ông thầy chùa mà giờ người ta không đồng ý mày cứ mày cố tình thử coi ông thầy ông la ông chửi không. Giờ con làm lãnh đạo con lợi con làm phiền điện thoại giấy tờ mà cứ đem lại hoài mà mày con làm con đưa người ta không ký, người ta nói không ký rồi không ký con nhạy năn nỉ hoài hả, ví dụ gì đi người ta giấy tờ đó cái chuyện người ta đúng thì người ta làm đúng cái chuyện đó ra là cũng có từng bộ hết chứ không phải ông chủ tịch riêng ký. Chủ tịch chỉ làm việc quản lý nhân viên chung chung, thầy giải thích giấy tờ cho nghe. Còn cái vấn đề mà con cái bộ nào là ông chủ tịch chỉ quyền là con xin giấy phép gì thì chỉ qua bộ đó. Ví dụ như làm từ thiện thì qua mặt trận đúng không? Còn ví dụ như giờ làm xây dựng thì qua bên bộ xây dựng. Còn giác đất đai là qua đô thị. Ta vẽ cho mình chứ đâu chủ tịch muốn ước mơ qua di ký cô ký cũng không được mà không ai cho ký. Nó không biết thì đừng có nói, mà thầy đâu có giải thích giấy tờ gì, đang hỏi cái chuyện này mày bọc qua cái chuyện khác, cái chuyện tào lao tới đấy gì không. Rồi mình thầy khích mình giúp mình cho này cho không khích thôi, người ta cũng đâu phải đi tìm mình đâu, mình đi tìm ta chứ người ta tìm mình đâu mà làm này kia phải không. Giờ hỏi đến chùa mỗi ngày người cũng cần ăn xin ăn uống, mà người làm gì con cũng làm con kiếm tiền chứ con làm không con làm không, cũng làm có mục đích con kiếm tiền. Còn sư thì người ta ở chùa người ta cũng cần người này giúp người kia giúp chứ người ta cần không à. Rồi có ai nữa ta cần mình đâu, mình đến phải lịch sự nói gì lắng tay nghe mà mày cãi không à. Con nhỏ kia cũng vậy nè, đến là chùa cúng thầy không cúng à, thầy la nói ông khùng quá đi ông đừng nói nữa, tao nói ông nói mày đi về đi, mày ở đây chi mà nghe tao nói à, mày là ăn chùa chi là chùa mà nói ông nghe tôi nói nè, ông đừng có nói ngon làm như là ông nội với mình á. À, đến mà nó làm như là nó có quyền. Còn thằng này khùng tự nhiên cái thầy đang nói chuyện giấy tờ gì đúng sai ký không ký, hỏi chữ không. Giờ thầy nói gì lắng tai nghe, thầy nói con này mày tự nhiên mày hô gì giấy gì ký không ký khùng. Giờ con suy nghĩ những câu nó nói nè, giờ thầy nói gì hỏi giấy tờ gì hay kêu đi ký giấy tờ gì mà đúng không đúng ký không ký. Thì đang giải thích này thì mình nghe khỏi ngồi nói gì đâu không, nói theo ý nó quan tính đang mơ gì hay là đi ký giấy tờ gì không ai ký, cái tự nhiên giờ ông bọc qua nói thầy hay là mày đi làm giấy tờ sai, tao có làm giấy tờ gì sai đúng. Còn chừng nào sửa làm xây cái gì là không phải đúng hay sai, mà mày lãnh đạo là người dạy tao không biết làm đơn, đúng là lãnh đạo chuyện địa phương với chính quyền làm cho người ta, tao đóng phí ta, giống như giờ mình không biết vẽ tao mới nhờ mình vẽ. Còn giấy tờ sửa chữa không có phải nha, trưởng ấp phải biết viết đơn nè, xã phường phải có người là chuyên viết đơn giúp cho người.
Còn giờ nhà ai cũng vậy, nhà ai nấy lo, chứ ai lo cho ai được. Lo giùm cũng được, mà chuyện của mình lo, mà chứ không ai lo giùm. Nhờ người ta thì phải tốn tiền. Cũng nhờ con cháu và anh em bà con làng xóm mà bất cứ người thân người quen gì phải có tiền đi chạy giấy tờ, cũng phải đóng đóng phí nè, rồi người ta tiền xăng tiền cộ rồi tiền dịch vụ rồi tiền, nói tóm gọn chạy giấy tờ là phải bán tốn tiền rất nhiều. Nhờ người nào cũng phải cho tiền ta mới đi chứ ta đi không, chờ cực khổ lắm á. Vô lấy cái phiếu xong chờ đợi buổi sáng, buổi sáng mà không hết là phải đợi lên tới buổi chiều. Mà bữa nay giấy tờ không xong, tới ngày sau nữa ship hàng mà chứng nhận hồ sơ người ta không nhận nữa. Chung là giấy tờ rất là khó. Mà mình nói thì chừng nào mình làm giấy tờ nào mình nói mà không á. Còn người ta không làm giấy tờ cái nó người ta không biết. Nếu như chùa thầy không muốn làm giấy tờ cần gì có. Thầy chưa xây, thầy chỉ có chùa mình là sửa cửa, sửa nẻo, giữa chống mưa, chống giọt, thầy chạy với phép chị. Chứ giờ chùa hay nhà ai ngu nhờ, làm gì mà không muốn giấy tờ. Ai cũng đều chạy giấy tờ, chẳng qua là cái vô giấy tờ, chạy giấy tờ, không vô giấy tờ. Chạy mà chạy không chạy chuyện đó, ai muốn xây thì chạy, không muốn xây thì khỏi chạy. Ở bữa nay quá trời luôn mà chưa xong cây mai nữa. Quá trời đẹp luôn. Em đơn giản mà đẹp phải không? Nhiều cây đó, giờ ta đến là ta chụp hình đồ được nè. Ở phía bên đây chưa nè, còn bên hông ngồi này kia nó mới có phía đó. Mà này mình bên đó chứ đúng ra có cây vòng tròn là phải góc đó nữa. Này mà có nửa cây nè, mình hướng vô cái tủ á phải không? Thầy, nửa cây. Thầy kéo qua làm bên đó luôn. Không kéo qua là nó hư cây, với mình làm ở trong thì mình thò tay vô. Nhưng mà làm cỡ tí nữa được. Cứ quay mình đến đây mà hỏi gì thầy tự trả lời đúng sai, thầy không có được bức xúc, không được nói gì hết đó. Đã đang quay thầy mà mày ngồi mày trả lời, giờ hỏi gì thầy trả lời đúng sai cũng rồi xong. Còn trên cộng đồng mạng ta đúng sai chuyện của người ta, mình hơi nào mà ngồi cãi, sao mình biết cái chuyện người ta, rồi người ta sao biết chuyện này chuyện kia được.